Hello, em lại xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh Ichimoku Trịnh Phát, cũng như quay trở lại cái video của em Lệ. Thì chúng ta cũng sẽ đi qua về cập nhật tình hình thị trường và đi qua các mã cổ phiếu nhóm ngành bất động sản. Và trong giai đoạn vừa rồi thì chúng ta thấy nhóm bất động sản đã làm cho thị trường của chúng ta có những cái nhịp giữ điểm khá tích cực, cũng như là cái nhóm bất động sản này đã có những cái tín hiệu vào sóng. Thì trong giai đoạn này anh chị mình, nếu mà chúng ta muốn tham gia vào đối với các mã cổ phiếu bất động sản thì chúng ta nên tham gia những cái mã cổ phiếu nào và những cái cơ hội cũng như điểm mua an toàn cho quý anh chị mình tham gia, thì em lại cũng sẽ đi qua chia sẻ cho quý anh chị mình một số mã cổ phiếu anh chị mình có thể tham khảo cũng như là đưa vào danh mục của mình nếu mà quý anh chị mình cảm thấy hợp lý cũng như là phù hợp với các giao dịch của quý anh chị nha. Cảm ơn quý anh chị mình. Nếu mà anh chị mình chúng ta yêu thích, có thể là dành thêm một vài giây để like cũng như thả những trái tim ở phần bình luận giúp cho em Lệ để tăng cái lực tương tác quý anh chị nha. Em Lệ sẽ đi qua một chút về tình hình của thị trường. Thì ngày hôm nay VN-Index chúng ta đóng phiên kết nến ở cái vùng 1281 và thị trường chúng ta đã có một cái phiên khá là tích cực. Và em Lệ đánh giá rằng là trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì em Lệ đã đánh giá thị trường của chúng ta nó sẽ đi theo một cái hướng tích cực hơn. Đó là VN-Index chúng ta đã tạo một cái nền tích lũy mới ở trên những cái vùng đỉnh cũ ở đây, và sau đó nó sẽ lại tiếp tục đi lên. Và những cái vùng target tiếp theo mà chúng ta sẽ hướng đến đó là cái vùng 1300 và 1336 anh chị nha. Đấy là những cái vùng mà chúng ta có thể chú ý, cũng như là hiện tại thì anh chị mình mà chúng ta đang cầm các mã cổ phiếu thì anh chị mình có thể chúng ta yên tâm hơn, và thị trường chúng ta giai đoạn này vẫn là một cái phiên an toàn. Tuy nhiên thì để cái mà đánh giá là thị trường chúng ta có một thêm một cái phiên phân phối thì hiện tại thì em lại đánh giá là nó vẫn chưa có quý chị nhé. Và anh chị mình mà có tham gia trong giai đoạn này rồi thì anh chị mình có thể chúng ta yên tâm hơn anh chị nha. Mặc dù giai đoạn này thì cái khả năng tăng mạnh của nó sẽ không có, tuy nhiên thì nó sẽ vận động lên dần dần, tại vì hiện tại nó đang tiệm cận những cái vùng đỉnh anh chị ha, nên cái lực đi lên của nó cũng sẽ khó khăn hơn. Vì vậy nên chúng ta, nếu mà chúng ta đang có hàng thì chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ. Còn đối với các mã cổ phiếu thì em Lệ vẫn đánh giá rằng là trong giai đoạn này nếu mà anh chị mình muốn tham gia thì chúng ta sẽ tham gia các mã cổ phiếu đang tạo nền cũng như là chưa bật mạnh quý anh chị nha. Thì đối với giai đoạn vừa rồi em lại có khuyến nghị quý anh chị mình khá là nhiều các mã cổ phiếu nhóm bất động sản. Thì đến hiện tại thì nếu quý anh chị nào mà vẫn còn bỏ lỡ nhóm ngành bất động sản thì vẫn còn một số mã cổ phiếu vẫn cho quý anh chị mình có điểm mua cũng như tham gia vào. Và em lại sẽ chia sẻ các mã cổ phiếu giai đoạn vừa rồi như mã cổ phiếu TCH. Đây là cái mã cổ phiếu mà chúng ta thấy ở trong nhóm bất động sản thì nó tăng khá là tốt đúng không anh chị ha. Và hiện tại nó mới chỉ mở ra cái đường mở rộng tăng thôi, nên thành ra để mà đánh giá rằng là đối với TCH thì em lại đánh giá nó vẫn còn một cái nhịp tăng nữa. Tuy nhiên thì hiện tại nó đang tiệm cận những cái vùng đỉnh cũ rồi, nên cái khả năng nó sẽ tạo một cái nền tích lũy mới ở đây và sau đó đi lên. Thì anh chị mình có thể là chú ý khi mà nó có cái nền đâu đó quanh cái vùng từ 14.5 là anh chị mình có thể chú ý tham gia đối với TCH quý anh chị nha. Thì đối với cái giai đoạn này thì em lại đánh giá TCH vẫn còn một cái nhịp chạy nữa, và nó hiện tại đang tạo một cái nền mới để đi lên. Tại vì anh chị mình nhìn thấy là nó đã có một cái nền khá là dài rồi quý anh chị. Nó đã có một cái nền khá là dài cũng như tích lũy khá là chặt, mà nó mới chỉ đi lên được một đoạn nhỏ thôi quý anh chị nha. Nó chưa đi hết được cái con sóng này. Vì vậy nên là nếu mà anh chị mình chúng ta yêu thích TCH thì có thể là mua quanh những cái vùng nền ở đây anh chị nha. Đấy là đối với mã cổ phiếu TCH. Và anh chị mình lưu ý là chúng ta sẽ mua những cái vùng giá đỏ để khi mà thị trường chúng ta đi lên thì anh chị mình có cơ hội hơn. Và anh chị mình nên xác định ra coi thị trường là cái mã cổ phiếu chúng ta về thì có kịp đủ T hay không anh chị nhá. Đấy là những cái góc nhìn về cái mã cổ phiếu TCH. Hay là các mã cổ phiếu còn đang ở vùng nền như là có mã cổ phiếu SEL. Hiện tại nó vẫn chưa bứt phá được cái vùng nền. Tuy nhiên anh chị mình thấy là trong vòng các phiên gần đây thì dòng tiền lớn liên tục tham gia đối với mã cổ phiếu SEL, và đặc biệt là hai phiên thứ 5, thứ 6 thì nó đã cao hơn trung bình của 20 phiên. Thì đối với SEL thì em lại vẫn đánh giá đây là một cái mã cổ phiếu mà anh chị mình chưa kịp tham gia là anh chị mình có thể tham gia vào. Và trong khung daily thì hiện tại Tenkan và Kijun đã có tín hiệu hướng lên, và đây là cái tín hiệu hợp bích quý anh chị nha. Đối với mã cổ phiếu SEL, anh chị mình thấy được cái vùng nền của nó khá là lâu, và em lại đánh giá mã cổ phiếu này rất là đẹp quý anh chị nha. Cả ở trong cái phân tích phương Tây thì hiện tại Bollinger Band của chúng ta cũng đang thắt khá là chặt rồi, và hiện tại nó chỉ mới mở ra thôi quý anh chị nha. Thì những cái vùng mà chúng ta có thể mở mua đối với SEL thì đối với giá hiện tại là anh chị mình có thể là
chúng ta tham gia tầm 50% để lấy cái vị thế và lấy hàng trước. Và khi mà nó vượt hẳn cái vùng giá 24.8 hay 24.9 thì anh chị mình có thể gia tăng mạnh hơn đối với mã cổ phiếu SEO này. Thì em lại đánh giá rằng là cái cơ hội để quý anh chị mình tham gia mã cổ phiếu SEO là còn. Vì vậy anh chị mình chúng ta có thể tận dụng giai đoạn này thị trường chúng ta vẫn chưa tăng mạnh hoặc là đang có cái nhịp dừng chân đối với nhóm bất động sản, thì anh chị mình có thể chú ý tham gia vào anh chị nha. Đây là cái chia sẻ về mã cổ phiếu SEO. Và mã cổ phiếu tiếp theo em lại chia sẻ đó là mã cổ phiếu đất xanh. Đất xanh cũng vậy quý anh chị, đất xanh có một cái vùng nền khá là lớn luôn quý anh chị nha. Và hiện tại nó mới chỉ bước lên lại được cái vùng nền là 18.6, 18.7. Và đối với cái giai đoạn này anh chị mình mà chúng ta muốn mua đối với đất xanh anh chị nha, là anh chị mình có thể là chờ nó test lại quanh những cái vùng mây ở đây anh nha. Cái mây đỏ ở đây thì đâu đó quanh cái vùng giá từ 19 đến 19.5, anh chị mình canh những cái nhịp giá đảo xuống thì anh chị mình mua đối với đất xanh quý vị nha. Hoặc là anh chị mình chúng ta không đợi được, anh chị mình có thể tham gia lấy vị thế ở quanh cái vùng giá hiện tại luôn. Thì đó là theo cái góc của anh chị. Thì anh chị mình thấy là hiện tại nó mới tạo một cái vùng nền và nó chưa bứt phá được cái vùng đỉnh. Thì cái target của chúng ta vẫn lên những cái vùng giá là 22 và xa hơn một chút quý anh chị nha. Tuy nhiên thì để mà đánh giá rằng là đối với nhóm bất động sản giai đoạn này nó có X2, X3 trong những năm như là 2020, 2021, 2022 hay không anh chị ha. Những cái vùng đỉnh như vậy thì em lại đánh giá là cái khả năng mà được như vậy là hơi khó anh chị nha. Có thể là nó có một cái xu hướng hướng đầu cơ bất động sản trong giai đoạn này. Và những cái giai đoạn hồi trước thì giai đoạn này cũng là nhỏ cái thời gian mà nhóm bất động sản chạy. Thì anh chị mình lưu ý rằng là nếu mà ví dụ anh chị mình chúng ta đầu tư bất động sản đi, thì cái việc anh chị mình lỡ mà có bị kẹt ở trên những cái vùng trên này rồi, thì những cái cơ hội như là về giai đoạn này thị trường có những cái nhịp hồi phục của bất động sản thì anh chị mình có thể canh để chúng ta bán ra. Và đối với những nhà đầu tư mà chúng ta tham gia trên thị trường chứng khoán thì anh chị mình vẫn có thể là tham gia một nhịp đối với nhóm bất động sản này. Và cái sóng bất động sản nó vẫn còn tiếp diễn quý anh nha. Đây là cái sóng đầu cơ nên thành ra nó chỉ cần mất đâu đó vài tháng thôi là nó có thể là làm cho tài khoản của anh chị mình tăng lên mạnh mẽ. Để anh chị mình có thể nhìn lại cái giai đoạn này thì thị trường của chúng ta cũng tạo những cái nền khá là chặt và anh chị mình thấy là liên tục, nhiều tuần liên tục là nó cứ liên tục tăng. Thì đối với mã cổ phiếu đất xanh này thì anh chị mình thấy hiện tại nhìn ở xa hơn thì hiện tại nó vẫn chỉ ở nền thôi. Nên thành ra anh chị mình nếu mà chúng ta chưa tham gia thì anh chị mình vẫn có thể cân nhắc giải ngân ở trong giai đoạn này. Và chúng ta sẽ kỳ vọng đâu đó tầm 1 đến 3 tháng anh chị nha. Thì đấy là cái chia sẻ của em Lệ về mã cổ phiếu này. Và cái target mà đối với đất xanh chúng ta có thể hướng đến là quanh cái vùng giá là trước mắt của ta sẽ là cái vùng giá 22 và sau đó đó là cái vùng tiếp theo là vùng giá 26. Đấy là cái chia sẻ của em Lệ về mã cổ phiếu đất xanh, SEO và TCH. Thì các mã cổ phiếu như là DIG hay là Phát Đạt thì em Lệ cũng đã chia sẻ cho quý anh chị mình về những cái điểm mua. Thì anh chị nào mà chúng ta yêu thích đối với các mã cổ phiếu hoặc là anh chị mình thấy em Lệ tư vấn ok, anh chị mình có thể về với đội của em Lệ bằng cách là chúng ta mở một tài khoản chứng khoán tại SSI, hoặc anh chị mình có tài khoản chứng khoán tại SSI rồi thì anh chị mình chuyển ID với em Lệ ha. Em Lệ sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình tham gia vào và không bỏ lỡ những cái cơn sóng này quý chị nha. Và giai đoạn này thị trường chúng ta còn lên những cái vùng target tiếp theo và VN Index chúng ta vẫn còn cái cơ hội tăng thêm một nhịp nữa thì anh chị mình có thể cân nhắc tham gia một giai đoạn T cũng trong đoạn này cũng vẫn ok quý anh chị nha. Đấy là cái chia sẻ của em Lệ. Và chúng ta có một cái vị thế mua đẹp thì chúng ta sẽ có lợi nhuận tốt hơn, cũng như là cái mức độ chúng ta chấp nhận rủi ro nó sẽ ít hơn nhiều quý anh chị nha. Ok, em Lệ cũng xin chào tạm biệt. Và anh chị mình chúng ta yêu thích thì nhớ để lại những cái lượt like, thả tim, cũng như là anh chị mình chưa subscribe kênh thì có thể subscribe kênh ủng hộ em Lệ và ITP quý anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Chúc quý anh chị mình có một cái cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.